Xin chào các bạn mình là Hương ơi. Ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ. Các bạn ơi, các bạn nhìn chưa? Hôm nay mình mua rất là nhiều bim bim các bạn ạ. Gặp cả đầu luôn. Núi luôn này các bạn ơi. Núi. Đấy, rất là nhiều bim các bạn nha. Thì các bạn ơi, hôm nay mình thử thách người cuối cùng ngừng ăn tất cả các loại bim bim các bạn nha. Hình thức chơi là anh nhỉ? Hình thức chơi này đó là bốc vào bim bim nào chúng ta sẽ phải ăn bim bim đó các bạn nha. Anh ơi, ví dụ nếu mà bốc vào gói loại anh, gói loại anh. Đúng rồi, bốc vào loại nào chúng ta phải ăn loại đấy các bạn nha. Phần thưởng là gì anh nhỉ? Phần thưởng mình sẽ cho người thắng cuộc sẽ là 500 đô các bạn nha. Anh ơi, yes. Phạt thì các bạn ơi, hôm nay mình vẫn là bắt ăn chanh thôi các bạn ạ. Đấy chứ chả biết hình phạt gì nữa các bạn nha. Chanh là được rồi các bạn ạ. Yeah. Thì các bạn ơi, hôm nay mình cho thêm một ôm mất lượt nữa các bạn ạ. Chỉ định nghe anh ơi. Rồi, chỉ định thì thôi các bạn nha. Đấy, bọn em đã hiểu là cho chưa? Đấy, các bạn thấy video này mình hay thì like và chia sẻ video ủng hộ mình nha. Các bạn có ý tưởng gì hay hãy comment dưới video này. Ý tưởng là nhớ like mình sẽ thực hiện theo nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, mình sẽ thực hiện luôn các bạn nha. Let's go. Rồi, bọn em sẵn sàng chưa? Đấy, bốc thăm đi. Nào gì? Cái nào cũng phải ăn mà. À, có mất lượt mà nhỉ? Đúng rồi. Mất lượt. Đây rồi. Mất lượt đâu? Oxy tôm cay. Oxy khoai tây. Oxy bún ơi. Oxy ống xà lai. Chưa gì là hộp cơm trước các bạn ạ. Tô ly ớt đỏ. Tô ly ớt đỏ á. Ok. Các bạn ơi, Cường ống xà lai bim bim các bạn ạ. Đấy, bim bim 4X của Cường nha. À của Bách nha. Khoai tây này. Đấy, tôm cay của Hậu nha. Còn đây là tô ly ớt đỏ các bạn nha. Giá nhất các bạn ạ. Mở đi. Bắn đi. Ôi, wow. Tròn này. Này các bạn đúng rồi. Cái gì mình vẫn nhặt vào các bạn ạ. Đấy, nhặt vào nha. Các bạn ơi, mình nổ nó nát hết nên mình không làm nổ nhá các bạn. Rồi. Bim bim ăn thua gì mình. Đấy. Bim 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 bạn đâu vậy? Cường kìa các bạn ơi. Đĩa đầy các bạn. Đĩa đầy ở đây. Lấy các bạn ơi, có bim bim của mình em ngon lắm các bạn ạ. Đấy. Đâu? Của họ là bim bim cay các bạn ơi. Cay em mình ngon. Đấy, có Bách có cay không? Gói ạ. Đấy, của Cường thì sao? Phô mai nhỉ. Khoai tây. Thêm. Đấy các bạn ơi. Quá ngon rồi. Trận chiến em bim bim này mình nghĩ là cũng không được lâu đâu các bạn ạ. Khô đấy. Căng nữa, bim bim này căng nữa. Nó là ngon lên, Bách ăn nhanh ghê nhỉ. Uống nước à? À đương nhiên là không được uống nước rồi. Đấy. Rồi các bạn ơi, trận chiến bim bim này các bạn nghĩ là ai sẽ là người chiến thắng đây? Em đúng không? Rồi. Đấy. Hôm nay là 5 người liền các bạn nhá. Đấy, hôm nay là 5 người các bạn ạ. Nào bắt đầu đi. Mạnh dạn lên. Đấy các bạn ơi, của Cường là nhiều các bạn ạ. Đấy, có vì là nhiều bóng nha. Nhiều to nhất luôn. Có Bách có cay không? Có ạ. Nhưng mà cay bình thường. Rồi. Cố lên. Nguyên. Đấy, bim bim khoai tây. Ngon lắm à. Ống. Cay ngon. Của em thì ít quá, không bỏ dính đâu. Rồi. Các bạn nhìn chưa? Của Duy là bim bim gì nhỉ? Tô ly ớt đỏ là cay bình thường. Ngon nhỉ, tôi đi ngon. Đi tô ly quá ngon. Cố lên. Của Cường là nhiều nhất các bạn ạ. Mãi được hơi nữa bạn. Rồi, cố lên. Ê, hết rồi nha. Rồi, Duy hết rồi nha. Ok. Ăn nước phép. Đấy, các bạn ơi, Cường còn rất nhiều nha. Bách cố lên đi. Cố lên anh nhau. Cố lên đi. Cố lên. Đấy, Cường các bạn ạ. Oánh 3 4 miếng đút vào một các bạn nhìn chưa? Đúng một bạn. Đấy. Rồi. Các bạn ơi. Mình hết rồi nha. Nguyên hết rồi nha. Mình gần hết rồi nha các bạn nha. Rồi. Cố lên đi. Bim bim ngon quá. Đấy. Bim bim ngon đó bạn nhỉ. Ngon dễ ăn. Quá đầu thế thôi. Cố lên đi. Còn Cường thôi các bạn nha. Duy với lại ấy là hết rồi các bạn ạ. Đấy, hết rồi nha. Rồi Bách, còn Bách với lại Cường thôi. Cứ lại là không ăn nhỉ.
các bạn nha. Rồi, gần hết rồi nha các bạn nha. Yeah. Đấy, chúng ta lại bốc thăm thôi nha. Rồi. Chơi vào phân lượt nhỉ. Rồi. Để Duy phân lượt cho yên tâm. Ok, bốc thăm đi. Phân lượt các bạn nha. Mình đây. Duy mà mất. Không phân lượt rồi. Đây mình lại phân lượt này. Ăn quá to. Các bạn ơi, mình là Oxy 4X các bạn ạ. Rồi, gì là gì đây? Oxy Select bắp ngọt các bạn ơi. Select bắp ngọt, tôm cay này. Oxy bánh phồng cá các bạn ơi. Ok, Oxy bánh phồng cá. Select tôm. Select tôm bạn nhá. Ok. Các bạn ơi. Oxy Select tôm. Càng với tua các bạn. Đấy. Úi giời. Bánh phồng cá bạn nhá. Và đây là 4X. Đấy, hậu lại là tôm cay các bạn nha. Không, của Duy là bắp ngọt này các bạn này. Chưa ăn cái này đấy các bạn ạ. Rồi. Mì ngon. Đủ bạn. Dài lắm. Rồi. Dài. Dài lắm các bạn ạ. Rồi, có đập bằng răng. Không ngủ. Lại một đĩa này các bạn ạ. Cố lên. Các bạn ơi. Wow. Đấy bách cay cay bốn đinh nè. À cay lắm mà. Cay à? Của Cường cay lắm, của Cường cay nhất rồi. Rồi, của Cường là cay nhất. Ừ. À, rồi, tôm bắp nó ngọt thế à. Đấy của bách các bạn là như miếng phồng tôm ăn gì chưa? Đấy. Mình là ngon nhất. Bắp nó ngọt thế các bạn ơi. Rồi. Cái ăn này ngon nhất nè. Của gì từ lấy là bốc toàn cái ngon các bạn ạ, ngọt ngọt. Đấy ở đây hầu như là có ai cay các bạn ạ. Của hậu cay không? Cay anh ạ. Cay của em cay ấy. Đấy, có Nguyên thì sao? Của em cay lắm. Của em là cay nhất này. Thôi, có Cường là cay nhất. Của mình cay lắm các bạn ạ. Cố lên. Cố lên không? Đấy, của Cường cay. Và nó lắm ạ. Tô à các bạn ạ, kiểu ngoái của Cường khổng lồ á. Uầy. Nguyên sắp hết đến lơi rồi. Khô quá. Cố lên. Tiền lắm các bạn. Nhạt ngu rồi. Đấy các bạn này của Duy có mấy miếng rồi các bạn nhá. Rớt rồi. Có bách này giờ vẫn còn nhiều các bạn ạ. Đúng rồi. Có bách nó phồng này nhưng mà ăn nó ốp 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 các bạn ạ. Máy xúc các bạn. Phải chục cái một. Cố lên. Có ai khô chưa? Khát nước chưa? Đấy các bạn ơi, Duy hết nha. Đấy, Duy hết sạch rồi. Cố lên. Quá ngon. Đấy. Duy rất là may các bạn nha. Đúng không? Cày thế. Cày có bằng bách của cày không? Ừ. Này, gắn miếng cho nó cày không? Nghe cũng cay kìa, cái khô cái cứng. Rồi. Các bạn ơi, mình ăn hết rồi nha các bạn nha. Rồi, Nguyên hết rồi nha. Bố mạng nhanh nhá. Đấy, Nguyên hết sạch rồi. Ăn để lấy tiền, ăn để ngâm rồi. Có nhất cần 4 bào nữa. Đấy, các bạn ơi, hậu sắp hết rồi nha. Hết rồi. Rồi, các bạn ơi, hậu hết rồi nha. Phù game. Hết rồi. Đấy, hậu hết rồi. Cố lên anh em. Cố lên. Đi mình Cường ngon đấy dạ. Cố lên đi bách ơi, Cường ơi, cố lên. Xoay sợ ướt mắt rồi. Bách hôm nay còn lấy phân thưởng không hay để cho tờ lấy? Bạn không nhé. Cố lên. Đấy các bạn ơi, ăn bim bim này thì nó khô lắm các bạn ạ. Đấy, bình thường các bạn ăn ngồi lắm, hai gói chán. Nhưng mà bọn mình thi ăn thì nó phải khác các bạn nha. Xong rồi. Ok. Tốt tâm anh ơi. Rồi. Đấy, bốc thăm nha. Lượt. Giờ mất lượt. Không biết là sẽ bốc gọc mất lượt đây. Không biết mai để mình đây. Chọn xem nào. Tôi ốc xì rồi. Bắp ngọt các bạn ơi. Làm nhanh đi. Lại ngon rồi các bạn ơi. Oxy cua. Oxy cua. Wow, là oxy bắp ngọt. Select
khoai lang tím. Ok. Pin rẻ. Pin pin ống Pariner. Pariner. Trời đất chôm. Ok, được rồi. Các bạn ơi, có cơ là ống Pariner cơ kìa. Các bạn ơi. Đấy, Bách đây rồi. Bách à? Quả mây màu tím các bạn ơi. Khoai lang tím bạn nha. Đấy, của họ là bắp ngọt này. Yeah, cái này ngon. Đấy, cua. 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 Bạn ơi. Không ngủ, đấy mình nổ. Ôi giời. Ôi giời. Đấy. Ui da. Oh. Wow. Quá ngon các bạn ơi. Cua. Cua hoàng đế đấy. Đấy, khoai lang tím các bạn này. Bibi khoai lang tím mình xin nguyên miếng này. Và mùi khoai lang tím nhỉ? Cho mùi các bạn ơi, mình tưởng ngon nó ra nó nhạt tuyệt đấy các bạn ạ. Phải vừa vặn thế này bảo nhạt tuyệt. Không mùi mùi như những cái loại. Như là vừa nãy ăn đậm rồi, giờ ăn này nó cả với nhạt các bạn. À thế à? Mình ăn ngon thử giác. Rồi. Đấy, hậu này là vòng ngọt bạn nhá. Của Duy là như nào? Cua, cái cây nhạt nhạt nó ngon ạ. Đấy, của Bách thì sao? Ngại ạ. Cay à? Cơm là gì vậy? Của em là mùi à? Có phô mai này, có mùi hành này. Ok. Đấy. Cái này ít là ngon này các bạn. Ít là ngon rồi. Không rồi. Ít là ok rồi. Đấy, khô không? Khô quá khô. Cố lên. Bách nhầm phú nhỏ ấy. Bách cay các bạn ạ. Bách nhầm rớt. Một đĩa đầy. Bao ăn rồi. Đấy. Cường có mấy miếng thôi các bạn nhá. Còn hết rồi. Hai múc rồi hết rồi. Rồi. Đấy, chỉ Bách là nhiều nhất các bạn ạ. Bách khổ. Bách khổ các bạn nhá. Ơ mẹ ngọt có vị người. Ngô. Bây nó đã xong hết rồi. Nó ghét bắn đẩy nước bọt rồi. Nó ai ngậm mồm nó vào. Rồi. Bài học ơi của anh. Bạn này là cố lên. Đấy, Bách còn rất là nhiều bạn nhé, một đĩa đầy luôn. Thế bạn nhá. Rồi, Cường hết rồi. Đấy, Cường đã lỗ rồi. Có làm không? Cho vàng. Rồi. Đấy, còn Bách này, Nguyên này. Đấy, Thậu này, Duy này. Cố lên. Đi hết nha. Đấy, hậu hết rồi á. Cái của mình ăn mãi không hết. Đấy, sắp hết rồi, có Bách cũng còn nhiều nhờ. Khổ quá bạn ạ. Thật sự tầm này rất là khát nước các bạn nhá. Đấy. Em cho uống nước đi. Không cho uống nước. Các bạn ơi, ăn này không cho uống nước các bạn ạ. Anh không biết thêm cái vòng cho uống nước nhỉ. Thế nhỉ. Thế để lần sau thi để ăn đi uống nước. Cố lên đi, Bách lên đi. Đấy, gì hết chưa? Hết rồi chưa? Rồi, đấy các bạn nhá, gì hết rồi nhá. Ba mảnh. Cặp đôi. Đấy, chào con Nguyên với Bách thôi. Cặp đôi Thảo Nguyên và con Bách. Còn Nguyên đang thi ăn không? Bách vẻ liến. Bách thi ăn được Nguyên không? Không có gì. Nguyên khô gần hết rồi. Ừ. Rồi. À, ôi, khổ quá, ăn được quá các bạn ạ. Đẹp vời. Nhanh lên Bách ơi. Rồi. Xong rồi nha. Đấy. Ok. Đấy bạn ơi, Bách xong rồi nha. Đấy, Bách chúng tôi chưa? Rồi, cho Bách công trước. Bách công trước đây. Mất lượt đây. Ái chà, Bách mất lượt rồi đấy. Mất lượt rồi. Đây rồi. Xem ai mà mất lượt không? Đấy. Im ra cái này rồi. Ờ, cái này đi. Đây rồi các bạn ơi, lại oxy cua các bạn ơi. Oxy 4x. Oxy 4x. Oxy slack hành bạn nhá. Slack hành. Bắt ngọt, ống brinh led. Ống brinh led. Ok. Các bạn ơi, oxy slack hành của Cường nhá. Sai rồi. Bắt ngọt của Bách này. Đấy, 4x của ui. Cường nhá. Đấy, nhặt vào. Bắt ngọt vớt ca. Đấy, còn đây là cua là của Duy nhá. Cua các bạn ạ. Đấy. Lửa quá à. Ui, hôm nay đi bộ ạ các bạn. Wow. Các bạn ơi, mình ăn hai gói này rồi các bạn ạ. Rồi. Ai xả. Ai xả. Lời mất mấy cái đấy. Lại nhặt đấy nhở. Rồi nhặt lên đi. Quá là ăn nó cứng các bạn. Ăn gọi lắm. Ba cái. Em nhặt lên. Cua có ăn thế nào? Cảm nhận review đi.
Ừ. 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 Đây. Hành, có mùi hành các bạn ạ. Ngon, thơm. À mà có cái mùi ngô của mình. Ngô thì các bạn ạ. Anh về anh. Nhưng mà món này giờ không được ăn vị như ngon như giờ thời xưa bạn. Thời xưa ăn rất đậm luôn. Bây giờ ăn nó nhạt hơn các bạn. Chắc Bim Bim này làm từ cua. Có gì là Bim Bim cua hoàng đế các bạn ạ. Có mình làm một khoa cơm. Rồi. Đấy, cố lên. Lại sâu mấy vòng là hết rồi bạn. Còn mình cay lắm ngon. Đấy. Cố lên. Nhưng trứng nó ăn là lâu hết ạ. Rồi. Gì vậy, cái này gói thứ hai của cua các bạn ạ. Thứ hai các bạn. Đấy. Vẫn có gì với cua nhá. Rồi, hậu hết đến nơi rồi các bạn ơi. Có hậu bé tí các bạn ạ. Ừ. Rồi. Đấy. Cờ hết rồi các bạn này. Rồi, mấy mươi gắp nữa. Rồi. Cố lên. Còn mình cũng sắp hết rồi các bạn ơi. Rồi. Hết ạ. Đấy, chuẩn bị bốc thăm luôn đi. Hết ạ. Ok. Đấy là các bạn nha. Bách hết. Là rất là nhanh. Và mà nhanh quá các bạn nhỉ. Rồi, toàn gọi ít. Rồi. Đi nhanh lên đi, bốc thăm. Minh Nhật ơi. Rồi. Đấy, bốc đi. Mọi người. Oxy bánh phồng cá. Nào. To rồi. Tôm ớt đỏ. Tô ly ớt đỏ á. Ok, oxy cua. Mất lượt là oxy quay lại tay. Oxy bánh phồng cá. Bim bim ống brilia. Ôi, ok. Các bạn ơi, của Cương này. Đấy, to đùng. Đấy, khoai tây của Bách nha. Còn này tô ly là của Nguyên này. Cua của Hậu này. Còn là Paraiger này của ấy này. Đá lại đá tí các bạn. Đấy, các bạn ơi. Thế này luôn. Wow, của Cường to khổng lồ. Wow, bông 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 nhớ bông mừng các bạn ạ. Rồi, tôi ăn hai miếng hết. Đấy. Mà cua có vị tanh hả các bạn? Mà phòng cá này cũng hơi mùi ngà, mùi tanh tanh của cá các bạn nhé. Bim bim này ngon các bạn, mình ăn ngon nhất trong các loại bim bim mình đã ăn. À, rồi, hết. Đấy. Ăn hết nhá. Đấy. Ăn hết. Đương nhiên là phải ăn hết rồi, không ăn hết thì ăn chanh. Đấy, bọn em ăn đến giờ này cảm thấy thế nào? Rắn lưỡi rồi. À khô, rắn lưỡi các bạn ạ. Rắn lưỡi anh ạ. Rắn lưỡi dừa ấy. Con mà kiểu bim bim nào như bim nào nhỉ? Nào em bị... Em rắn hết lại rồi. Cố lên. Bách. Rắn hết lại. Đấy. Quả bim bim của Hậu cay không? Không cay. Chúng ta ăn nó bị cay cay của biển. Rồi, của cua. Đấy. Các bạn ơi, Cường là đĩa to nhất các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ba gói to liền rồi. Đấy các bạn nhìn chưa? Của Cường là to nhất. Cố lên. Điền mặn, điền mặn. Đấy, bách ống này. Cái bình nó hơi mặn mà. Của gì thì còn mấy miếng thôi. Đấy, Hậu thì bim bim cua thì cũng còn mấy miếng thôi. Có hình cua hoàng ế quá. Đấy, Nguyên thì sắp hết rồi. Còn mình ra ăn lần nha. Đúng rồi các bạn nhá. Mình lại nhanh nhé. Rồi. Ghi hết rồi à. Nhanh thế nhỉ. Anh cũng gần hết rồi các bạn. Có hoàng hết rồi. Anh chết cả gì đấy. Thơm cho phát. Đấy. Cố lên. Nguyên hết rồi. Mình hết rồi. Ok. Bách nghe đi. Cường nghe đi đi. Học nghe đi. Anh cứ mừng. Đi chốt đi. Mình hết rồi nha các bạn nha. Thưa các bạn ơi. Ok. Đấy, gì hết rồi các bạn nha. Học hết rồi. Còn mình Cường thôi. Đây các bạn. Mướt không? Rồi, họ nhặt hết mủn đi. Đấy các bạn ơi,
Còn vẫn còn mấy cái thôi các bạn nha. Kéo có người yêu lại chẳng gác ngờ hôn mất. Ok được rồi, bốc thăm nha. Bốc lượt đi anh em ơi. Đấy, bốc thăm đi. Mất lượt đây rồi. Gì, bốc ghê đi. Ai. Đấy. Ui ai. Bim bim ống xà lai. Ai không có mất lượt cho cháu ấy. Hậu là bim bim ống xà lai. Tô ly ớt đỏ. Bánh hành rồi nhá. Xà lách hành. Bánh tôi ra đi. Oxy xà lách tôm. Oxy 4X. Oxy 4X, ok. Các bạn ơi, xà lách hành của Cường nha. Các bạn ạ. Đấy, oxy xà lách tôm này. Đấy, ớt đỏ cái thứ hai của Nguyên này. Ôi hậu này. Xà lai. Đấy, 4X của Duy nhá. Dạ rồi, qua đã rồi. Chỉ chưa to làm luôn á. Đấy, cố lên. Cái là cho mình như vậy, lường anh hết gì đâu. Mà như một toàn thì anh hết sạch rồi. Của hậu rồi à? Lường anh hết luôn. Đấy. Được mỗi tí. Hậu đĩa đầy luôn. Đầy nhưng mà nó ngon. Đấy, của Bách vất vào nhá. Không ăn gian. Rồi. Đừng có bây giờ mình ăn gian các ạ. Đấy, đĩa của Duy bị hơi cay à? Ừ. Ăn ngọt suốt từ đầu bây giờ. Cô mai ngon. Cái này ngon lắm ngon ạ. Cay nhẹ nhẹ, không phải cay như cái loại của bánh bách này. Rồi. Ngon. Ngon. Đấy, cố lên. Các bạn, tầm này ăn không còn một quần gói bim gì nữa ngon các bạn. Còn mày chỉ rắc lưỡi thôi. Rồi. Đúng rồi, rắc cái củi dừa bạn ạ. Đấy, rắc lưỡi. Đấy, hơi xé xé thì 2 mét các bạn nhá. Cố lên. Đấy, bách một đĩa bim bim đầy các bạn nha. Của hậu còn rất nhiều các bạn ơi. Có phô mai ngon rồi em ạ. Ơ, của mình cay quá. Cố lên. Ít đúng cay mà các bạn. Đấy. Bách ăn nhanh lên. Nhanh lên đi. Có vẻ yếu lắm các bạn ạ. Cái vòng này á phải yếu. Thế là mỗi người 6 gói bim bim rồi các bạn ạ. Ghê chưa? Mạnh hết rồi các bạn. Đấy, ăn khỏe các bạn ạ. Đem mình ăn khỏe thật. Rồi. Bách thế nào đây? Cay nhở? Cay à? Rắc lưỡi nữa. Đảm bảo rắc lưỡi. Quá rắc luôn. Cay thua đây bé ạ. Bách chịu thua chưa? Không thua. Rồi. Mình đau hơi lại rồi ạ. Cứng này, cứng rồi. Đừng có em được các bạn nhá. Đấy, hậu cái này hậu còn rất nhiều bạn nhá. Duy sắp hết rồi. Các bạn ơi, mình ăn hết rồi nhá các bạn nhá. Cố lên. Cũng hết rồi nhá. Đấy, Nguyên hết rồi. Còn hậu với lại Bách thôi. Đấy, Duy hết rồi nhá. Rồi. Đấy, Bách thế nào đây, nhanh lên đi. Cay nhở. Không thì mua đi. Rồi, hậu nhanh lên đi. Em vào không ạ? Ăn nhanh lên hậu ơi. Bách nữa. Đấy quá. Gắt nữa ấy bạn. Ơ, đâu lại. Ok. Ok, ok. Bốc anh ơi. Rồi, bốc thăm nha. Có cái giấy mất lượt nó đâu nhỉ? Đâu mất. Giấu đâu không biết. Anh không viết vào ấy. Có viết chứ. Rồi, bốc thăm đi. Đẹp. Rồi, cờ bốc đi. Ô, để mình bốc đi. Gì? Bốc đi. Chơi. Oxy 4X các bạn ơi. Oxy 4X. Khoai lang tím. Khoai lang tím. Oscar tàu biển. Oscar bị tàu biển. Chơi đấy. Khoai tây. Bim bim ống nhỏ bạn ơi, speeder. Ok. Các bạn ơi, bim bim octa. Octa đây. Cường. Cầm khoai bé rồi ạ. Vị muối này. To. 4X này, khoai lang tím này. Mình lại bé các bạn ơi, mình chưa đấu rồi, toàn bé rồi. Rồi, đổ ra đi. Ui, của Cường các bạn nhìn này. Ui, ui, ui. Ui, của Cường này. Vãi các bạn. Ôi, đúng lắm đi. Quái bạn cầm bé thằng người con. Rồi. Tí mẹ ăn nhặt tuột rồi. Đấy. Bim bim khoai lang tím này ngon mà các bạn ạ.
Mình lại thích ăn đấy mới tài. À, cái này thì lạ các bạn ơi. Cái mùi tàu biển mà. Rồi. Ăn hết đi. Rồi lên cây mình ăn mấy lần rồi cơ. Rồi 3 lần rồi đấy. Cố lên đi. Đấy. Các bạn ơi, bim bim này là nó là những cái món ăn rất là ăn vặt của trẻ con các bạn ạ. Các bạn ơi, mình người lớn cũng thích. Bình thường là mình đi học ngày xưa mình chỉ ăn hết 1 gói, hôm bây giờ ăn là 7 gói rồi đấy các bạn ạ. Đấy, thế là hôm nay bây giờ mỗi người 7 gói các bạn ạ. 7 gói bim bim. Rồi hết lưỡi bạn. Bình thường yêu một ngày anh hết 3 gói bao nhiêu? Đấy, cường đĩa khổng lồ luôn. Ui, Duy sắp hết rồi các bạn ạ. Hậu cũng sắp hết rồi. Còn lâu các bạn nhỉ. Đấy, Nguyên này, Bách này. Cường nghe đi nha. Ok em. Cố lên. Đấy các bạn ơi, có một đĩa đầy to khổng lồ này. Đơn giản ạ. Cái đầm hết lên lợi. Rau mình nhau hết. Cố lên. Mấy bạn thua đi, ăn khỏe rồi. Đấy, đi hết rồi các bạn nha. Ok. Đấy. Ê à. Sao? Em xin thua. Xin thua hả? Cố lên tí nữa. Không ăn được nữa thật. Bạn ơi, cố lên. Rát lưỡi à? 5 gói to à bạn? Đúng 5 gói to à? Có rát lưỡi không? Ê, rộp hết lưỡi. Rồi, thế chị thua đi. Dừa này, ăn 2 mét này. Rồi, thế tí em tranh với chú rồi em ạ. Rồi, bỏ đi ra đi, cầu chị thua nha. Ôi, dương bài ạ. Em cố lên em ơi. Cố lên. Cay lắm cơ mà. Ủa, có gì vậy hả? Tôi có một bé ti bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, hậu hết rồi nha. Rồi. Rồi. Quá ngon anh em. Rồi. Đấy, hậu hết rồi. Mình xong rồi nha các bạn. Rồi, ok. Đấy, mạnh đấy, bốc thăm nha. Rồi. Chưa ai chịu thua đúng không? Chưa. Bốc thăm đi. Về em đâu một nhông cây bốc rồi may mắn á. Nhiều lại. Oxy select tôm các bạn ơi. Oxy select hành. Oxy select tôm. Oxy bánh sông cá các bạn ơi. Ui, to đấy. Oxy bánh sông cá. Bách rơi ra đi. Ừ, dê. Bắt lượt, ok, được rồi. Các bạn ơi, oxy select hành của Nguyên này. Mình select tôm. Đấy, select tôm này. Đây là select tôm cá. Đấy, đây là những món to các bạn ạ. Các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, biển. Wow. Đấy. Wow. Nhiều hết. Bách không được ăn nữa bạn ạ. Sao nhiều hết nhỉ? Wow. Rồi. Ok, mình ít. Ừ. No. Ok. Wow, cái này cay vãi nhở. Bà đâu ơi. Bà đâu bà nhiều ấy, cho mình ít. Không cho ăn. Không cho ăn. Bà. Bà không cho thôi, bà thôi ơi. Ăn ít rồi đấy, chắc là. Cái cay thật. Cũng ngon ăn các bạn ạ. Bà gì? Chắc ngon. Mà bà ngon. Mình ít. Thôi bà hai cái luôn. Yo, cái này cay nó cay nó vào những cái chỗ lại đau chút xót xót rồi cái của bạn Duy của bạn Hồng đấy trời à gì nhiều phết các bạn nhìn này một đĩa đầy luôn bạn nhìn nhá đấy cố lên bạn đây cố lên mạnh mẽ lên mạnh mẽ lên mạnh mẽ lên là phải mạnh mẽ
các bạn ạ. Thêm mà... không phải mẹ là không phải cả lông rồi. Này bạn chưa mà toàn thua rồi. Rồi cố lên đi. Đấy. Gì cái này nó trông nó phòng phòng với thôi nhưng mà các bạn ạ, nó không nhiều đâu các bạn nhá. Đấy. Có Nguyên thì cái sở lấy hành này nó cũng thế. Có Hậu nó chỉ hơi mặn mặn một tí thôi. Rồi. Hay quá. Đây cay hơn cái gói oxy tôm cũng vậy. Sao có con nước. Bây giờ chuẩn bị uống đấy. Đúng không? Ba bạn đây. Hay quá. Đây ơi. Sao? Khả năng em không ăn được, cay lắm. Đấy các bạn ơi, Hậu chịu thua rồi. Cái bà mày nó không cay mình ăn được trước các bạn, nó cay quá mà ăn nó mình loại mình nó vừa bị sứt đi. Ăn nó vào nó cứ xót xót. Rồi, đấy, không cố. Hậu ra đi. Bê đĩa ra. Đi ngồi vào đi. Đi ngồi vào đi. Đi vào đây. Đấy, Nguyên hết tới nơi rồi. Đấy, còn gì rồi? Sao Nguyên sao? Đấy. Cơ bản của bạn gì nhiều. Chờ anh nhìn tớ biết bạn ạ. Một túi. Các bạn ơi. Rồi. Ok. Có ai chịu đua chưa? Thế thì chúng ta lại bốc thăm tiếp. Đấy. Chưa mình bốc trên nha các bạn nhá. Nào. Giờ anh nhìn đi. Bách. Ôi si select khoai tây. Lý hành. Ủa. Octa bị tạo biển. Octa bị tạo biển. Ok. Các bạn ơi. Ôi, Octa tạo biển của Bách này. Mém mọi người các bạn. Đây khoai tây nha. Còn đây là xà lách hành này. Oh. Đấy, cố lên. Wow. Cũng nhiều đấy nhỉ. Nhưng nó là ống đây là bình thường. Của Bách đây này. Anh nhìn là to các bạn. Bách bây giờ là to, bạn nhìn đây này. Wow. Kinh chưa. Đấy. Cố lên. Của Bách ngon. Của Bách lại ngon. Đấy, Cường vừa vào qua đấy là ra đi rồi. Mình cái này mình ăn 2-3 lần rồi các bạn. Rồi. Đâu chút ăn hành. Hành ngon không bạn? Ngon. Ăn hành thì đương nhiên là ngon rồi. Anh ăn hơi miệng quá à. Bánh nhanh lên đi. Còn tới đây. Cố lên. Wow. Các bạn nhìn ngoại này. Đấy. Bánh nhanh lên đi. Đi về đây, Nguyên sắp hết rồi. Chậm chạp quá. Đến giờ này bọn em rát lưỡi chưa? Bọn em rát lưỡi rồi. Ok. Rát phần bên trên của phần. Nhưng mà tí ăn chạy nhờ chua ấy. Ngoại đấy. Thế các bạn ơi. Ok. Di Nguyên hết rồi. Bách thì sao? Anh Hưng ơi. Sao? Dầm giá lợi lắm mình. Em chịu thua anh ạ. Chịu thua gì? Vâng. Rồi rồi các bạn ơi. Đấy Bách chịu thua nhá. Đấy Bách ra ngoài đi. Còn Di Nguyên ai chịu thua chưa? Nguyên ơi. Rồi hai người bốc thăm nhá. Mỗi ngày bà đây. Đấy. Này xa. Oxy sẽ lách khoai tây.
Top 3 vị tảo biển. Top 3 vị tảo biển. Ok. Các bạn ơi, select khoai tây các bạn này. Đấy. Octa khoai tây của Di này, vị tảo biển này. Khổng lồ. Chết rồi các bạn. Đỏ cái đầu cái củ lại đen này. Ui. Nó có thằng núi các bạn ạ. Đấy. Ờ nguyên mỗi tí. Ờ nguyên có mỗi tí các bạn nhìn này. Đấy không đáng bao nhiêu cả các bạn nhìn chưa? Chứ ít ỏi luôn. Nếu mình biết mình Được. Tấm này tảo biển cũng không ngon đấy các bạn. Tấm này ăn là chiều rát lưỡi các bạn nhá. Đấy các bạn nhè một đĩa đầy các bạn nhìn chưa? Có khổ không? Quá là khổ luôn các bạn ạ. Nhiều quá. Nguyên đi. Đấy. Cố lên. Cố lên. Tới chắc chắn là thắng rồi các bạn. Rồi, Nguyên ghi bán hết cái đĩa này thì cũng là căng đấy. Căng. Ừ. Sao? Nó thêm dùng ra đây không ăn được rồi. Nguyên nhìn bạn cũng sắp chán rồi. Nguyên vẫn cố các bạn. Rồi, Nguyên vẫn cố được các bạn nhá. Bạn hôm nay Nguyên chắc là chiến thắng còn ăn một miếng nữa rồi. Hết rồi các bạn. Rồi, ok. Nguyên chiến thắng nha. Đấy. Chúc mừng. Nào, lốt nào. Yeah. Các bạn ơi, đấy, hôm nay Nguyên lại chiến thắng các bạn à. Yeah. Mạnh quá nhỉ. Hôm nay mình sẽ trao cho Nguyên là tiền đô bạn nhá. Đấy, 500 đô bạn nhìn này. Nguyên biết tiêu tiền này không ấy? Mình biết các bạn ạ. Mình đã tiêu vàng là tiêu được. Chanh nha. Cậu chôn quả nào. Đấy. Khiếp của chanh. Ăn hết nhá. Ăn cả bò. Mạnh ăn đi. Đấy. Chanh này hơi lạnh các bạn ơi. Lạnh nói năng ngon. Đấy. Ờ, không. Khó quá mà, hoàng rất rất mới mà. Cố lên. Và quá mồm. Trời. Mình không ăn, mình chảy nước miếng cùng các bạn. Thèm các bạn nhờ. Thèm mình thèm của chú ấy. Nhanh lên đi. Sơn quá. Ôi ôi, thế thì phải ăn hết mình chứ. Đấy. Ôi. Mỗi người cố một miếng nữa là hết thôi. Đấy. Cố lên. Nhảy lên. Chua lét các bạn ạ. Rồi. Hết rồi. Đấy, bách nhảy đi ơi. Ngượng đi. Hai cổ má. Đấy, các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn xem clip của mình nha. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye.